Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình dắt các bạn đi tham quan cái mô hình trại cá guppy nha các bạn. Guppy và cá beta luôn nè. Mình quay 360 độ cho các bạn xem. Đây, beta ở ngoài rất là nhiều luôn. À, những cái hồ đây là beta. Beta thì nằm bên hồ bạc bên đây, còn guppy thì nằm hồ bi lót bạc nha các bạn. Thì cái đây là mình tiếp tục cái series đi review những cái trại cá cho các bạn xem, để các bạn có thể tham quan, mở rộng tầm mắt của các bạn cho rồi từ đó mới phát triển được cái đam mê của mình, là từ đó mình nuôi theo đam mê nha các bạn. Chứ có những cái bạn mà muốn nuôi nhưng mà nó chưa có điều kiện và chưa có thấy thực hành á, nên cũng mấy bạn cũng e ngại á, nên giờ mình đi để cho các bạn chiêm ngưỡng tham khảo nha. Rồi đây các bạn, mình sẽ quay guppy cho các bạn xem nha, cá guppy nha. Thì hiện tại á thì anh chủ trại ảnh có nói với mình á là guppy hiện tại là rồi Tết á, nên ảnh không có làm nhiều, chỉ có số lượng để mà cầm chừng, để mà sau này vô Tết có giống để mà làm tiếp thôi các bạn. Chứ giờ cái hồ, nhìn cái hồ, những cái hồ này rất thưa, nhưng mà cũng có cá cho các bạn xem á. Hồ nước của ảnh để bi giếng nè, hồ nước đây làm để rất cao các bạn, cá vẫn khỏe. Mình thấy đây là nước không cần lá bàn, không cần gì hết đó. Đây là gì đây ta, cá HB Red Row sao nè đó. Mình sẽ đi lựa những cái hồ có cá nhiều mình quay cho các bạn xem nha. Đây là cũng nó nè, nó ở dưới sâu quá. Đây luôn các bạn, đây là rồng đỏ ribbon sao nè, rồng ribbon nè. Đây là bluegrass nha các bạn. Đây mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem, mình đi từng hồ cho các bạn xem nha. Cái mô hình nuôi cũng đơn giản thôi, nhưng mà không đơn giản như các bạn nghĩ đâu nha. Làm rất là khó, rất là tốn thời gian. Đây là hồ Blue Tobat nha các bạn. Đây là hồ Blue Tobat nha các bạn, cá con nè. Đây là cá đây chứ. Anh cá này bày bao nhiêu tuần rồi, mấy tuần tuổi nè? Ồ, cá 2 tuần mà mau lớn ghê các bạn. Lên màu hết rồi nè. Blue Tobat. Cái này có ribbon không anh hả? Ribbon bên kia. Ribbon Swallow. À bên kia. Đây là coi. Con này Swallow. À ribbon Swallow luôn các bạn. Đẹp quá trời nè. Đây là những hồ cá giống của ảnh nha các bạn. Đây cá giống size bự hết rồi, để lần chắc 100 con hơn. Đây cũng nó đây. Ảnh nuôi từng dòng thì ảnh để từng khu riêng biệt nha các bạn. Đây là bên đây là chuyên Blue Tobat nè. Blue Tobat nè các bạn. Nhiều ghê không? Ảnh có nói với mình là thời gian này thì cá hơi ít. Rồi mình ở gần đây thì mình quay luôn cho các bạn xem những hồ cá beta nha các bạn. Beta rất đẹp nè. Đây là như là Dumbo White sao các bạn. Con bên kia, đồ hồ bên kia là Dumbo White, cá con. Cá này đang sai, đang dưỡng đây nè. Hồ cá Dumbo, cá beta mấy ảnh là để lá bàn hết nha. Hồ nào cũng có lá bàn.
Ồ, cá này chắc cỡ được tháng mấy chuẩn bị lên keo nè, rất nhiều luôn. Chờ cá beta thì thấy lúc mà nó nuôi bầy bầy vậy nó đẹp các bạn nè, rất là đẹp luôn, thấy đi theo bầy á, thấy mình là nó bu tới theo bầy bầy đó. Rất nhiều các bạn. Beta nữa nè. Đây là mấy con rất đẹp luôn các bạn. Đây là size chắc sắp tách rồi nè các bạn. Size này chắc là sắp lên keo rồi. Cá đẹp quá các bạn. Cá beta này đẹp quá trời luôn. Nó đi theo bầy vậy, nhìn phê không? Nhìn rất phê nha, đây nè nè, nó gõ nó đi theo bầy tới nè đó. Phê không? Con beta nhìn nó sướng mắt thiệt. Nó đi theo bầy đẹp thiệt. Đây nhìn nè. Đó. Rất đẹp luôn đúng không? Rất đẹp. Rồi mình đi vô trong chỗ copy mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây là blue grass nè, cá con rất nhiều nha. Mà ảnh nuôi lâu rồi nhưng mình cũng biết thì cái này ảnh nuôi hồ nước rất cao, nước cao mà cá vẫn khỏe nha, nó không bơi không có đuối, cá con cũng dục ở đây hết luôn. Đây là kinh nghiệm của mỗi người mỗi khác. Ở bên kia là cá. Rồi giờ mình sẽ review cái mô hình của ảnh cho các bạn xem nha. Hồ đây là ảnh nè. Ảnh hồi trước ảnh nói ảnh là ảnh xây bằng cái nuôi cái này thôi, nhưng mà pH nó lên trên lệch, nó không có thay đổi đột ngột quá nên ảnh chuyển qua lót bạc. Là trước lúc trước ảnh có hồ xả nè, giờ lót bạc á thì ảnh xả bằng nào đây ta? Lót bạc thì chắc là ảnh lấy ống hút mình hút ra rồi. Rồi phía trên này là ảnh sẽ để một cái dàn oxy nha các bạn. Dàn oxy chạy dài xuống kia. Rồi bên kia ảnh sẽ để như vậy, bên đây cũng để như vậy. Oxy cái máy oxy chạy dài xuống. Đó, mỗi hồ là mỗi cái oxy chạy riêng ra. Còn tiết kiệm diện tích là cái ảnh sẽ để những cái hồ cá con ở trên đây. Đó. Anh sẽ đổi những cái hồ cá con, hồ cá giống ở trên đây nha các bạn. Đó, ảnh chủ trại đó thì ảnh có lưu lại, nốt lại trên giấy tờ hết nha. Cá đẻ ngày nào, hồ nào như thế nào là có hết. Người ta làm theo cái quy mô á nên rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Đây full red luôn. À bên ảnh cũng nuôi huyết kiếm nhiều nè. Huyết kiếm mấy con sai cối nè, đẻ cũng dữ lắm. Bên hồ bên góc bên này là nuôi huyết kiếm nha các bạn. Huyết kiếm. À, mình á thì cái chỗ trại copy thì mình quen với anh copy thôi, còn phía ngoài beta thì của một anh riêng, anh khác. Thì mình quay ở xung quanh gần beta để cho các bạn xem được rồi nha. Chứ ra ngoài thì cũng ngại, tại giờ cũng chưa có ở quen á, chỉ có quen anh bên copy thôi đó, nên mình quay ở trong xung quanh các bạn xem thôi nha. Xem copy nè, cái mô hình của anh là nếu mà anh em sau này ai mà có nhu cầu mua hoặc là tham khảo cái mô hình đó, thì cứ liên hệ mình sẽ chỉ cho các bạn chỗ này và các bạn có thể xin số điện thoại của mình từ mình để mình gửi qua cho các bạn để tham khảo của ảnh nha, cái mô hình của ảnh nha. Đó.
Đây là hũ cá con này, mình đi thêm một vòng nữa, đi thêm một vòng rồi các bạn xem nha. Đây, đây là cá con này các bạn, cá con này qua Tết bán vừa nè. Con qua Tết bán là vừa này các bạn. Đó, mỗi trên mỗi thùng là đều có gỗ lòng đẻ nha các bạn, lòng đẻ anh chế rất hay này đó, mua về xong anh gắn cái này vô, lòng nó tự nổi lên, con cá con nó đẻ thì nó lọt xuống dưới. Anh ở đây là anh cho ăn chung chỉ là chủ yếu nha các bạn. Trùng chỉ bay một cái hồ, cái dạng oxy rất là to nè, máy oxy bự luôn. À đây các bạn, à, mình review cá cái hồ dạng hồ nuôi bo bo nè, cái này là tự cung tự cấp luôn các bạn. Đây là dạng hồ nuôi bo bo nè. Mình có hỏi anh chủ trại đây thì bo bo này thì cứ một ngày là xúc, một ngày là thu hoạch một hồ. Thu hoạch xong là xúc một hồ đó luôn, thu hoạch xong là xúc hồ luôn nhé các bạn. Thu hoạch xong là đổ nước hết, làm lại cái hồ mới, rồi để bơm bo giống vô, rồi cho thức ăn hàng ngày vô. Là tới một ngày là nó có tới mấy ngày ta, 2, 4, 6, cái 6 ngày là bắt đầu xoay ngược lại thu hoạch hồ đó tiếp. Đó, đây mới thu tự cung tự cấp luôn. Đây cái hồ này theo mình đoán là cái hồ này chuẩn bị thu hoạch nè, ngày mai thu hoạch nè. Rất là nhiều bo bo luôn. Nắng quá, chỗ nắng quá. Không biết các bạn thấy không biết, đây nè. Rất là nhiều bo bo luôn nha. Mình thấy là cái hồ này là các đang chuẩn bị thu hoạch lên nè. Nên cái vòng đời của cái chỗ này á, là không có con muỗi đâu nha các bạn, không có lăng quăng lên nổi đâu nha. Xong cái là thu hoạch là đổ hết nước luôn, vớt hết là bo bo lên hết luôn rồi. Rồi đây là mình review cho các bạn xem nha. Còn mà chi tiết thì mình không có biết được, là do mình cũng là người ngoại đạo thôi, người trong nghề người ta mới biết chính xác. Thì đây mình đã review xong cho các bạn xem hồ ra bo bo đây và cái xung quanh đây. Thì các bạn thấy hay nhớ cho mình một đăng ký kênh để mà ủng hộ cái tinh thần của mình đi làm cho các anh em chia sẻ nha các bạn. Rồi, xin chào mọi người. Nhớ để lại đăng ký nha.